Nhưng mà đây là Van Lớp và Chim Sẻ, và tôi cũng không thấy người ta chửi nhiều. Có chửi, vẫn còn có người không hiểu sao lại là thua cơ. Vâng, trận thi đấu được coi là chung kết thứ hai của V-Club trong trận đấu thứ ba này. Pamiran bên kia, bên kia Greek Kata, bên này Greek Pan. Cần Greek tới từ Van Lớp và Pan tới từ Chim Sẻ. Bên này lợi hơn một tí xíu, nhưng đấy là bài Pan phải đánh siêu hay. Còn nếu bài Pan đánh không hay, vâng, Greek bãi quả xấu, mặc dù nó là bãi quả 7, bãi quả rất xấu. Quả này ăn phải đi vòng. Nghiệt dành cho Lớp, quá nghiệt dành cho Lớp, thực sự nghiệt dành cho Lớp. Thôi xem xẻ thôi. Vâng, phân tích về trận thi đấu trước mà để thua. Vâng, Quân thì đẹp hơn. Quân là Quân 1-10 và 1-6, thậm chí là chỉ 1-5 thôi, hay 1-4, 1-3 theo tùy cách nghĩ của từng người. Nhưng mà bài Seng là một bài chỉ đánh được 3A, bài rộng, bài không bãi quả phụ dành cho Sẻ, bài ăn hiêu ở phía ngoài và sau đó co dân về. Bài Lớp thì là một bài cũng đi ăn oằn tà vằn ra giữa cái bản đồ. Lớp là người lên đời muộn nhất cái bản đồ, Chim Sẻ là người lên đời sớm nhất. Hai người bên kia lên đời ổn định, nhưng mà Sẻ thì mất một cái dãy hàng e Vạn Lý Trường Thành, bo nhà và đánh 3A. Bi thì bo kịp nhà trong cái thời điểm mà về Lớp chọc giò, thì về Lớp là người lên đời muộn nhất cái bản đồ đó. Vâng, bốn con chém của Hương Nhồn đi ba con cung R tới từ game thủ Chim Sẻ, và thậm chí cả 6 cung R để bốn con chém vẫn có thể điều và đi được luôn. Vậy mà Sẻ không thể đẩy được Greek. Greek chéo sang và bị chủ động đẩy Quân luôn nhà Phonesian với những pha hit and run tới từ những con cung R. Và turn dummy của Hưng Nhồn, và Hưng Nhồn không bị động, và turn dummy là thực sự hay. Cái thế đó là cái thế mà rất khó đánh cho Vlớp khi lên đời muộn. Nếu anh chéo nhà của Greek thì anh sẽ bị mất nhà luôn bởi BB. Còn nếu anh cố đi cung của BB thì Hưng Nhồn, vâng, cũng là người chéo được sang một turn khéo, khi mà đã khiến cho cung R của Chim Sẻ toàn thương binh rồi. Còn Chim Sẻ đẩy thì không đẩy được Greek, đó là một cái lỗi. Nhưng với bài đánh yếu 3A thì cũng không đẩy nổi khi mà kia là 2L vắt đều. Vâng, AOE nó phải như vậy. Tôi chỉ đáng tiếc, vâng, cũng thấy may mắn trong trận đấu vừa rồi là Lớp và Chim Sẻ cầm thôi, chứ không phải là bất kỳ một game thủ nào khác để rồi hứng chọn gạch đá. AOE là mang tính chất thời điểm, một vài thời điểm nhạy cảm. Và nếu như các game thủ không tư duy nhanh và tốt thì họ hoàn toàn phải nhận trái đắng. Bãi quả phụ dành cho game thủ Chim Sẻ, người cầm Pamiran. Vâng, tưởng chừng như vượt qua được một trận Quân khá tịt thì các game thủ BB Club sẽ có một trận Quân khiến cho bên này bị tịt, nhưng không. Chuỗi đen vẫn đang bám đuổi các game thủ bên phía BBC, khi mà tiếp tục là Greek và Katarian, bên này là Greek Pan. Liệu một bài Katarian đánh thẳng cùng A một áo không dành cho bên BBC? BBBM, vâng, có khá nhiều những điểm giữa hai cánh rừng. Bài hai bãi quả phụ dành cho game thủ Chim Sẻ. Còn đây là màn hình máy của Lớp, Lớp 23 dần. Kích 23 dần ăn tranh với màu 2 và kích đời 2 cực muộn. 9 kích ai dành cho bên Lớp, tôi tưởng anh đánh 2-3 dần là anh sẽ lên sớm. Một bài có lẽ là sẽ cố gắng lên đời bò vàng, sau đó là chơi phủ. Máu 2 quân gì em? Máu 2 quân gì? Vâng, màu 2 cũng là Greek, như vậy cánh sẻ là Pamiran. Và Lớp dính vào cái bãi quả đầu nó quá nghiệt ngã. Và bãi quả phụ thì bị ăn chạnh. Cùng xem xẻ thôi.
cánh sẻ là Katarian BL. Đường sẻ bò bế nhà rất ghê. Muốn tạo hốc, bỏ cái nhà chính của mình đi và tạo hốc. Bắt đầu là ra ruộng dành cho game thủ chim sẻ. Cánh này là Katarian tới từ game thủ Hưng Nhộn. Vâng, con sư tử vừa phi thẳng xuống dốc. Ghê vậy rồi. Ba ruộng ấm dành cho game thủ chim sẻ. Không thấy. Thẳng xuống em ơi. Rồi, làm hai dần. Này, tên này phải e khéo vào. Rồi. Đập đầu vào cái e quay ngược trở lại luôn. 1L1A. Rồi. Vậy thế mới là vậy chứ. Rồi, có chết dần nào không? Cùng lắm chết một dần. Úi giời. Rồi, chết một dần ăn được một con lạc đà. Rất lãi nhỉ. Rất lãi dành cho game thủ chim sẻ. Chéo một tơn sang Greek không? Không, không, tôi nghĩ là xào ngay. Xào ngay cái bãi gỗ này của Hưng Nhồn thì thơm phức luôn. Không, bãi ăn hoàng. Cũng có lạc đà gia thụ. Chạy giò, thật khéo. Và hai lạc đà tới làm mấy dân đầy. Đôi 4-6 dân. Sẻ bị vẩy e nhưng chưa chết. Con giò này cực kỳ khéo léo dành cho sẻ. Nâng cấp chặt gỗ và cả cái bánh xe luôn. Rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hay rồi, tiếp tục hay. Con phù thủy, đừng mất. Như vậy là mất. Chéo sang nhà BB rồi. Chim sẻ đang tạm thời cân đôi và thủ phù tại nhà mình. Cũng có phù tới từ đối phương. Phù nhạy vậy. Vâng, lại tơn chạm tay nhau là nhớ nhau cả đời rồi. Phù một phát được lạc đà của game thủ chim sẻ luôn. BB cũng lộc khi phù. Căng à nha. Căng à nha. Tơn căng. Chim sẻ bị phù mất hai con lạc đà. Một tơn lọt vào. Trời ơi, đây là con lạc đà Pamidan. Nó phi như bay vậy. Vâng, phù lại được rồi. Phù lại được rồi. Tiếp tục là tơn phù tới từ BB. Về lớp có chơi châu phù không? Còn sống hay không đã? Vâng, không thể còn sống. Hai phù như mất vàng. Người đàn ông biết phải làm sao. Có tê. Có cả quẩy. Đây rồi, phù. Đủ mana. Và tiếp tục là phù. Không bánh xe. Phù tiếp. Rồi, được. Tơn này được dành cho lớp. Nhưng thế này chưa phải là thế đã chắc thắng. Chưa bánh xe dành cho BB. Ba con phù thủy. Cộng lại phù một con rờ và phù được luôn con cung rờ này. Hay. Hay. Tơn hay tới từ BB. Nhưng bây giờ thì là hỗn mã. Bây giờ thì là hỗn mã tới từ sẻ. Một tơn hổ báo cáo trồn tới từ BB. Nhưng liệu có còn hổ báo được nữa hay không? Tơn phi vào tới từ Nhồn. Phi vào với chúng tôi này. Cũng nhạy luôn. Vâng, toàn những tơn chạm vào tay nhau là có bầu. Tơn đen một lúc hai con lạc đà tới từ game thủ chim sẻ. Vên lớp cũng đang sang chém hồi. Khi mà chim sẻ đã chơi hết được những con phù thủy tới từ game thủ BB. Đây là những con chém mà game thủ vên lớp phù được. Và tỷ số là 3-1 trong xe đấu thứ 3 cho cặp đôi chim sẻ và vên lớp. Vâng, toàn những thanh niên động cãi là có bầu rồi. Kinh thật.